kìa, AD đứng xa tôi làm cái gì? Hay quá kìa. Trời ơi, đừng cho mình cũng hay đấy chứ. Ua, mình đánh cũng hay đấy chứ anh em. Mình cũng hay đấy chứ. Ui, mình còn hay quá chứ không phải là hay nữa. Trời ơi, bá vậy. Đấng của mình đây rồi. Có khi tới, có khi mà phải làm cái diễn đàn solo thôi. Đây rồi, ủa ôi, đây. Hey, xin chào cả nhà nhá. Vâng, chào mừng các bạn đã đến với video của mình. Mình là LMT Gaming. Hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục quay trở về. Và hôm nay đặc biệt là anh em có thể thấy rồi. Đó, hôm nay mình đang đánh đấng các bạn nhá. Trời ơi, thề với anh em luôn là lần đầu tiên mình chơi luôn anh em ạ. Khô máu luôn các bạn nhá. Mình đã gặp Gen các bạn ạ. Sát thủ, gặp sát thủ. Rồi, thật ra là Yasuo anh em ạ. Yasuo của chúng ta ấy, là một cái chất tướng khá khó chơi. Và quan trọng nhất là cái mở kinh cuối ở đó thôi. Úi dồi ôi, có rừng tem bạn, có bờ đích cách của lên. Thôi, tốt nhất là mình ôm trong trụ cả nhà nhá. Ơ, rừng tem mình này. Ơ, tại sao đứng ở đấy? Làm gì đấy? Sao rừng tem mình làm gì đấy? Rồi. Không, hình như không phải rừng. Rừng hay là gì đấy? Hình như bạn này đi rừng thì phải. Cắm cái mắt các bạn nhá. Rồi, cứ chờ đợi và farm thôi. Gen anh em ạ, bạn ấy đang hơn mình cái level. À, bằng máu nhau thôi cả nhà nhỉ. Rồi, bằng máu nhau thôi, level hiện tại cũng bằng nhau rồi đấy. Đây rồi. Hôm nào mới gặp Yasuo, à Yasuo với Yasuo thì không gặp được các bạn ạ. Trừ khi là đánh thường thôi, hiện tại mình đang đánh danh, chính bởi vậy mà không gặp được. Úi ôi. Ô, hay quá kìa. Ôi. Ôi. Cái bạn rừng của gia mình đánh được quá nhỉ. Được quá cả nhà. Ôi trời ơi. Rồi. Mình tưởng bị rừng của tên bạn bắt cơ. Nhưng mà êm rồi. Đó. Phát đấy mình không được hỗ trợ cả nhà. Thế mấy đèn như cái kem luôn. Rồi, cắm cho cái mắt nữa nhá. Lần đầu tiên đánh đấng lên là anh em cũng thông cảm giúp nhá. Khá khó đánh đấy, không đơn giản đâu. Thật ra là đây không phải là lần đầu tiên. Nhưng mà quanh đâu đó thì đây hình như là lần thứ hai của mình thì phải. Nếu mình nhớ không nhầm. Cái lần đầu tiên mình chơi, thề với anh em là mình còn không biết là mở cái chiêu cuối là làm kiểu gì để nó ra cả anh em ạ. Thề với anh em luôn là mình không biết chiêu cuối làm kiểu gì để cho nó ra cả luôn ấy. Không biết luôn. Có anh em nào chơi con này đầu tiên mà không biết chiêu cuối mở chiêu cuối không? Rồi. Khỏe quá nhỉ, con Gen này được cái nó hay lượn lờ. Yeah. Trời ơi. Ôi giời, bắt đấy. Ui, một xíu nữa thôi. Sorry bạn dừng nhá. Trời kìa. Phát đấy mình hơi lỗi, phát đấy mình không ấn kịp được cái chiêu cuối. Sorry bạn dừng, chứ phát đấy bạn đấy đấm lên là mình ăn được chiêu cuối vào rồi. Rồi. Unti. Lee Sin chat hỏi mình rồi. Unti làm sao mà không ăn vậy đấy, đúng không? Bạn đấy là người nước ngoài cả nhà, nên là mình không biết trả lời như thế nào cả, thôi kệ. Bạn đấy là lỗi do mình, sorry bạn Lee Sin nhiều nha. Bạn đấy là lỗi do đấng. Đấng sáng tạo của chúng ta. Rồi, của con này được cái lượn lờ cực kỳ thích các bạn, cái chiêu lượn của nó gần như là hồi chiêu liên tục luôn, một giây một luôn. Vâng. Cứ nhẹ nhàng một chơi thôi. Té nhẹ con trụ cái là xong lại lý đúng không? Úi ôi, mạnh thế. Mình thích nhé. Mạnh thế. Kiếm sĩ của chúng ta, Yasuo của chúng ta. Úi ôi, Gen kìa. Ơ, tại sao lại hình như là chạm thì nó không hất tung đúng không? Bạn ấy cũng lên level 7. Solo luôn nào bạn ơi. Được rồi. Hay quá, có cái con này mình không biết tên này. Con này được cái là đi cùng cái con này tốt đấy các bạn. Con này nó sẽ làm đơn vị kia bay lên trời nhá.
Đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi. Ôi trời ơi, kìa. Ôi, không, không, không. Lag thế nhở? Có cảm giác là bị lag làm sao ấy. Rồi, biết là cái kia nó phải chạm tới rồi. Đây rồi. Ok, lại lướt vào quái mất rồi. Ui, kìa. Thế thì còn gì bằng nữa. Đấng của chúng ta cũng có mạng nhé. Tới có khi tu luyện cái con này thật nhiều. Và nếu chẳng hạn tới mình có live stream trên Facebook ấy, thì bắt đầu quay ra solo với anh em nhỉ? Solo đứng với anh em. Rồi. Solo đứng với anh em nhé. Rồi ôi, đặt cái chiêu tưởng gió cái anh em thấy kìa. Khủng bố. Quá khủng bố nhưng phải khủng bố nữa. Lên đây nào. Cứu đồng đội của mình nào. Không cứu được nữa rồi. Mình đi ra trước mặt luôn này. Ua, đừng câu em anh ơi. Thôi, về bạn Potter ơi. Ồ, như vậy là Blitzcrack đã mất đi một cái. Đây rồi, dừng ơi. Không làm gì được cả nhà ơi. Đây rồi. Ôi thôi, trời ơi. Thôi, đây lỗi quá. Lượn lờ nó không được thành công nhiều cho lắm. Chẳng phải thôi mà đánh trận thứ hai thôi, nhưng mà có cảm giác khó phết. Trận đầu tiên mình thấy rằng là mình cũng không mở kin cuối cơ. Nhưng mà đến cái trận thứ hai thì mình cũng đã biết mở kin cuối rồi. Kin cuối khi nào cứ một đơn vị nào bay trên không thì Yasuo của chúng ta như vậy là sẽ vào luôn các bạn nhé. Mở được kin. Khá là thú vị. Đây là một cái chất tướng mà mình nghĩ rằng là sẽ tạo ra được khá nhiều hiệu ứng, bởi vì cái chiêu 3 ở đó là một cái chiêu lượn lờ rất là tốt. Rồi, cái tường gió của nó ngăn cản cũng hay. Và cái điều này đây rồi. Đây. Đó, anh em thấy không? Đây, quẩy các bạn ơi. Quẩy. Ôi dồi ôi. Ai ơi kìa, ơi kìa. Ai cái kim ba thì các bạn một mình các bạn sẽ không lướt được nha, các bạn chỉ lướt vào quái được thôi, lướt vào lính được và lướt phải đấy, phải tốc biến cả nhà. Cố ăn tham cái trụ mà cái trụ không thể vỡ được, biết là Blitzcrack thôi, mình cố ăn tham cái trụ nhưng mà không thể làm gì vỡ được con trụ này cả. 3-2 một cái kết quả mà mình nghĩ rằng là cũng không đến lỗi quá tệ, đúng không nào? Có nên lỗi là quá tệ đâu. Rồi. Hay quá, nhẹ nhàng quá. Gen này. Anh ta lại bị câu rồi. Đâu rồi, dừng ơi. Lên đây. Bà đây, dừng đâu rồi. Ủa, lag. Thề luôn, cái trận này mình có cảm giác mình bị hơi lag anh em ạ. Ôi kìa. Rồi, ôi. Tưởng bạn đấy xịt tạch cơ thì hơi phí. Đây rồi. Trời ơi, mình sợ bạn quá. Thôi mình chạy đã. Mình sợ bạn quá, mình chạy đã. Rồi, ok. Trời ơi, bạn rừng của tem mình nằm trong trụ của mình đấy kia. Đây rồi. Cứ nhẹ nhàng mà chơi mà quẩy thôi cả nhà nhá. Cứ nhẹ nhàng mà chơi mà quẩy thôi. Đó, mình đã lên được con dao điện rồi các bạn này. Ai à, anh Blitzcrack mình nhảy lên, chạy lên thật nhanh để câu mình, câu kéo mình ghê quá. Thôi thủ trụ đã. Rồi, cứ cố gắng thủ trụ đã cả nhà nhá. Đâu rồi? Anh Lasut vào đây với em nào. Xem đội bạn lên hết trên rồi anh em ơi. Đây, đi vào đây với mình. Trời ơi, trời ơi. Ui, hay vậy mà không được mạng nào á. Ok, hay như vậy mà không được mạng nào kìa. Ông kia ông ăn hết mất rồi cả nhà. Thế mới buồn không rồi chứ. Ông kia ông ăn hết rồi cả nhà ơi. Rồi, có bà Blitzcrack ở đây thôi, là mình cũng cả thôi các bạn nhá. Tường gió rồi này. Ái trời ơi, một chọc rồi này. Rồi. Về bạn ơi. Ít máu thì về thôi.
Không về luôn kìa. Máu thế. Máu thế. Ok. Có Ren lên kìa. Quẩy quẩy đấy. Không, quên. Thế anh em thấy không? Mình cứ di vào màn hình. Cảm giác như là khi mà sử dụng đến hai skin ý, có cảm giác là không được luôn ấy anh em ạ. Không được luôn kiểu gì ấy. Trời ơi kìa. Trời ơi kìa. Ôi. Tí nữa thì tạo ra đột biến cho chính mình nhưng mà không thành công. Do chính bởi vậy mình không quen nhiều cho lắm. Tốc biến thì lại tốc biến vào trong trụ. Trời ơi, ảo lắm nha. Rồi, lại tiếp tục thôi cả nhà ơi. 4-3-6. Thật ra đây là kết quả mình nghĩ là không đến nỗi là quá là tệ, đúng không nào? Không đến nỗi gọi là fit phiền phiền luôn. Chứ nhiều pha của mình thấy rằng là fit phiền phiền lắm. Nhưng mà 4-3-6 thì nó là một cái kết quả mình thấy rằng là có thể đánh được cái chất tướng này. Có thể tu luyện được anh em ạ, có thể tu luyện được. Lên đến trên cao nữa thì mình không biết là có thể hay không. Nhưng mà hiện tại bây giờ thì mình thấy rằng là có thể được cả nhà nhá. Có thể được ấy. Ui, đừng câu em anh ơi, đừng câu em anh ơi. Trời ơi, phê luôn kìa. Phê luôn kìa, ui đấm hay quá. Trời ơi, ua, đốt một kill luôn kìa. Đây rồi. Đi đâu hả, có sâu, đúng là. Quá là phê pha nha. Rồi, làm đốt con trụ nhẹ nhàng này. Tiến tới con trụ thứ hai. AD của mình đâu rồi nhỉ? Đây rồi. Ui giời ơi. Sao phát đấy lại KS của tôi? Phát đấy lại KS phát thần sầu của tôi thế. Ngon rồi đấy. Làm lốt con trụ các bạn nhé. Rồi. Ok. Về thôi. Về thôi cả nhà ơi. Ôi, tem mình bị đè quá cả nhà ơi. Tem mình bị đè. Ôi trời ơi, vấp ngay vào hòn đá này. Choáng luôn. Ôi kìa, AD đứng xa tôi làm cái gì. Hay quá kìa. Trời ơi, đừng cho mình cũng hay đấy chứ. Ua, mình đánh cũng hay đấy chứ anh em. Mình cũng hay đấy chứ. Ui, mình còn hay quá chứ không phải là hay nữa. Trời ơi, bá vậy. Đấm của mình đây rồi. Có khi tới, có khi mà phải làm cái diễn đàn solo thôi. Đây rồi, ôi, đây. Rõ ràng ép vào tường. Ủa, như phát đấy tốc biến qua được bức tường dày như này á. Tốc biến qua được bức tường dày thế kia. Đùa mình sao? Rồi. Suýt nữa thôi thì có siêu phẩm nữa rồi. Trận này mình hỗ trợ khá là nhiều. 639. Khá là ok chứ nhờ. Mình chỉ gọi là hơi ảo một xíu xíu là một cái pha tốc biến mà mình nghĩ rằng là không nghĩ rằng là nó có thể đi xa như vậy các bạn ạ. Mình không nghĩ là nó có thể gọi là đi xa như vậy luôn đấy. Rồi. Nhẹ nhàng chơi thôi cả nhà ơi. Cứ từ từ mình sẽ tĩnh thôi. Đây rồi, ói kìa. Lượn nhanh thế. Ủa, bạn kia còn tí máu kìa. Xíu xíu kìa. Thôi đứng đây bảo kê vào đánh tí nhá. Không có con gì nó bắn vào. Mắt thật gì kìa. Ừ rồi, có Lasut nhá, anh em để ý nhá, Lasut đứng kia kìa. Ok. Cứu mình sẽ tĩnh nhá. Từ cái rừng của team mình cũng đánh rất là hay các bạn ạ. Ui dồi ôi. Ôi, rõ ràng là mình kin vào bản Lasut mà tại sao lại nhảy hẳn ra bên ngoài này. Trời ơi, một mình VS3 thì làm sao mà có thể VS được. Tiếc quá kìa. À đây, gì thích của team đội bạn kìa. Kìa. Blink cách rồi, hay. Vậy là có thể thắng được rồi đấy. Thắng thôi. Trời ơi, thắng thôi. Ôi, đã thắng rồi cả nhà. Rồi, mình cũng đoán ngay mà. Team mình là có thể clear được cái trận đó. Ok. Đây thì video của mình kết thúc tại đây cả nhà nhá. Hẹn tất cả các bạn vào những video sau. Và giờ thì xin chào, hẹn gặp lại tất cả các bạn nha.